Hey, xin chào mọi người đã trở lại với MeToMe cùng bạn Tuấn Rồm. Thì hôm nay MeToMe và Tuấn Rồm sẽ hướng dẫn mọi người cách để mà mình khắc phục cái bàn phím của đàn, đặc biệt là Yamaha nó sẽ bị kêu rào rào sau một khoảng thời gian sử dụng tầm khoảng 2 năm hoặc là hơn nữa. Thì các bạn có thể thấy là Tuấn đang test cái đàn này. Ví dụ như mình hút nhẹ cái đàn mà mình thấy có cái tiếng kêu rất là lớn này, thì đó là đã đến lúc đàn của mình cần phải được tra cái loại gel đặc biệt để mà giúp cho cái đàn nó không còn bị rơ phím nữa. Thì cảm giác mà nó bị rơ phím như vậy nó thì mình đánh sẽ rất là khó chịu, tại nó phát ra một tiếng ồn rất là nghe là không có thoải mái khi mà chơi đàn. Thì đa số khách hàng của mình đem qua MeToMe sẽ được khắc phục bằng cách là tra gel vào phím đàn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để thực hiện. Nếu các bạn ở xa có thể mua gel về để mà mình tự ở nhà mình có thể kép vào trong cái phím để khắc phục cái hiện tượng này. Rồi bây giờ bắt đầu. Bây giờ Tuấn sẽ mở cây đàn ra để mọi người cùng xem. Bên trong cây đàn này thì khách hàng đã yêu cầu mình thay bằng phím, thay xong mạch phím rồi. Nhưng mà cái phím bây giờ hiện giờ đang rất là khô. Những cái gel mà cũ nó đã bị khô hết rồi. Thì do đó cái tiếng sẽ bị kêu lọc cọc, phím của đàn sẽ bị kêu lọc cọc rất là nhiều. Hiện giờ mình sẽ tiến hành tra cái gel mới vào để cho cái bàn phím được phục hồi lại cái độ nảy như lúc xuất xưởng. Bên dưới đây là một cái thiết bị mà MeToMe thường sử dụng để mà tra gel vào trong đàn. Các bạn có thể tìm mua cái này, nhưng nếu không chuyên sử dụng thì mọi người có thể lấy cái tay hoặc là cái dụng cụ khác mình có thể chét vào trong phím cũng được, không nhất thiết phải mua cái này tốn kém. Rồi bây giờ thì Tuấn sẽ quay cái đàn lại để bàn phím nó nằm ở dưới cái mặt bàn đi để cho nó dễ thao tác hơn. Nếu là được thì mọi người nên tháo cái bàn phím ra để cho nó dễ thao tác nha. Đây là cách, đây là cây đàn 21 thì mình tháo theo cách này. Thì những cái hướng dẫn tháo bàn phím đã có những cái clip khác mình đã hướng dẫn rồi, thì các bạn có thể xem qua bên đó cũng được, hoặc là mình theo dõi luôn ở đây. Phiên dòng 21 thì nó có hai con ốc ở đây, thì mình sẽ tháo hai con ốc ở đây nha. Rồi, tháo ốc, tiến hành tháo ốc trước, tháo ốc để lấy cái bàn phím rời ra. Rồi sau đó mình làm riêng cái bàn phím để cho nó dễ hơn, không nên để trong đàn rồi làm rồi mở hoặc là gel nó sẽ rớt vào trong những cái mạch điện tử rất là nguy hiểm. Rồi bây giờ Tuấn sẽ dọn cái đàn xuống và để cái bàn phím riêng lên luôn. Rồi khi đặt bàn phím thì mọi người nên đặt theo hướng này để dễ nhìn thấy cái cắt cái khe của cái khung phím. Thì mọi người nhìn vào trong đây có thể thấy rõ ràng là ở trong cái bàn phím của mình nó có những cái khe nhỏ này này. Đây, những cái khe này nó sẽ cần được bôi trơn, nhưng mà cũ quá rồi thì cái đàn này nó sẽ bị khô hết rồi. Thì đó là nguyên nhân, cho nên khi mình test cái gel mới vô, mình test cái keo á, cái keo mới vô nó mình phải test ngay ở những cái vị trí khe này này, chứ không phải test ở ngoài này. Test ở ngoài này rất là nguy hiểm, nó sẽ rớt xuống ở trong cái phím mình và làm cho hư hỏng cái phím cao su nha các bạn. Đó, do đó mình sẽ hướng dẫn kỹ hơn. Bây giờ Tuấn bắt đầu tiến hành bơm vào ở trong cái khe của cái bàn phím. Em nhét sát cái đầu vô luôn Tuấn. Rồi mình bắt đầu mình bơm vô này. Rồi bơm mạnh vô. Đó, các bạn thấy riêng nó đã thấm vào trong này rồi. Nó thành một cục như này. Thì mình bắt đầu tiến hành mình lấy tay mình đẩy liên tục vậy để cho cái riêng này nó sẽ ăn vô trong những cái khe đó. Bắt em làm tiếp đi Tuấn. Làm hết bàn phím luôn, ít thôi, vừa đủ thôi nha. Đó, đúng rồi, chính xác rồi đó, quất luôn đi.
Đó, như mọi người đang thấy là Tuấn đang bơm cái keo vào trong cái phím đàn rất là chuẩn. Mọi người thường thường làm bằng tay thì nó sẽ bị tét ra bên ngoài rất là dơ nha, cho nên mọi người tự nghĩ cách để làm cho nó sạch hơn. Còn với mình thì công ty nên mình làm rất là nhiều nên mình phải sắm cái thiết bị này để mà bơm cho nó gọn gàng và nó sạch. Ví dụ như những anh em thợ mà muốn gọn gàng sạch đẹp thì còn hoàn toàn có thể làm theo cách của mình. Còn nếu các bạn làm có cách nào bạn làm hay hơn thì các bạn có thể comment ở bên dưới. Nhiều khi công ty làm cũng chưa phải là chuẩn nhất. Thì mọi người có thể thấy một phần keo mới đã được chét vào lấp đầy cái khoảng hở, cái khoảng của những cái cũ. Nếu các bạn kỹ càng hơn, các bạn có thể hoàn toàn mở ra, mở hết cái phím đàn mình ra, vệ sinh thật kỹ, lau chùi bằng nước, rửa xà bông sạch sẽ, xong đó mình chét vô thì nó coi như là hoàn hảo luôn. Tại vì lúc đó thì nó sẽ không còn bụi bẩn nữa, nhìn nó rất là đẹp. Còn bây giờ mình làm cái này là dạng mình làm gấp luôn cho khách luôn, nên khách cũng không yêu cầu là phải vệ sinh cho kỹ, người ta chỉ yêu cầu là phím phải đánh ok cho người ta là được rồi. Vậy nên mình sẽ làm cái này để cho người ta cảm thấy là đánh được thoải mái là ok rồi, chứ người ta cũng không quan trọng ở bên trong là như thế nào nhé các bạn. Rồi hiện giờ Tuấn đang làm rất là chuẩn. Những cái đoạn keo mở bơm vào rất là chuẩn, không bị trào ra ngoài. Nếu mà mình làm bị trào ra ngoài thì sẽ rất là hại cho những cao su phím ở bên dưới nha các bạn. Mặc dù thì cái mở ở bên mình hoặc là cái keo của mình cung cấp này thì nó rất là khô ráo, nó rất ok, nó không bị chảy ra đâu. Nhưng mà khi tiến hành thao tác thì mọi người cố gắng không được cho nó dính vào trong, mình phải đúng vị trí. Nhiều khi mình làm không đúng vị trí thì cái việc mà tra keo này nó hoàn toàn là vô nghĩa. Các bạn có thể thấy là bên mình làm thì rất là chuẩn, mình không có tay chét ra, tay chét rất là mất thời gian mà nó lại tốn kém cái lượng keo cần thiết để mà bôi vào. Ví dụ như mình chét như thế này thì mình bán cho các bạn một lượng vừa đủ, nhưng các bạn chét tay có thể có chỗ nhiều chỗ ít, nó không có hợp lý. Mình làm cái này là vừa tiết kiệm thời gian cho mọi người và vừa chuẩn, không bị chảy lung tung. Nó quan trọng nhất vẫn là cái loại keo mà mình sử dụng. Đó, loại keo này á thì là keo nhập khẩu, đặc riêng, hàng đặc riêng của công ty, cho nên không có chuyện là chảy ra tèm nhem. Nếu mà nó chảy tèm nhem ra thì chắc khoảng 5-6 năm qua thì Mitsumi sẽ phát hiện ra rồi. Và những cái công nghệ này thì Mitsumi đã làm rất là lâu rồi. Từ những năm 2011 thì Mitsumi đã làm. Từ lúc thành lập fanpage trung tâm sửa chữa thì bên mình đã phát hiện ra loại keo này. Và đặc biệt là keo này mình có một đối tác nữa rồi, rất là ok, họ sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật cho mình. Mỗi khi mình có yêu cầu về thay đổi thông số của keo hay là những cái gì đó thì người ta sẽ hỗ trợ mình như đó, thì hoàn toàn các bạn có thể yên tâm là cái loại keo này rất là chất lượng. Nó tương đương với những cái loại keo mà tra sẵn trong đàn là của hãng Yamaha luôn, hoặc là những cái hãng đàn khác cũng vậy. Thì mình là một công ty cho nên mình làm việc rất là chuẩn, trước khi làm thì đều phải có thử nghiệm qua nhiều sản phẩm hoặc là nhiều thời gian, chứ không phải là cứ mua về là thử sai cho khách là không được. Và tất cả những cái mà mình đã tiến hành bán thương mại thì anh em hoàn toàn có thể mua về làm sử dụng, và có thể làm theo hoặc có thể làm theo cách khác để mà tra keo vào phim đàn. Bây giờ Tuấn đã gần hoàn thành xong cái màn phím của mình. Tổng cộng thời gian nãy giờ thì chỉ khoảng 10 phút thôi các bạn, rất là nhanh. Nếu mà làm quen rồi, ví dụ như ở đây thì mình có thể làm 10 phút là do mình quay phim và mình còn phải giải thích. Còn nếu mà làm nhanh thì cái quá trình này là mất khoảng 5 phút thôi. Nếu mà có được một cái máy bơm giống như vậy thì nó rất tiết kiệm cho các bạn. Các bạn có thể mua cái này rất là phổ biến nha, mua cái này ở trên mạng rất là nhiều, nhưng mà mình nghĩ là không cần thiết nếu mà bạn làm một cái đàn hay làm nhiều cái đàn như bên công ty mình, thì nên mua để mà nó có vẻ chuyên nghiệp hơn và nó sạch sẽ, nó thuận tiện hơn cho mình. Chắc là sẽ các cửa hàng hoặc là lớp nhạc thì các bạn nên mua những cái bơm giống như vậy về để làm thì nó rất là thuận tiện.
Ngoài ra thì hãng ở bên kia người ta cũng đã nói với mình là có thể bán theo cái dạng giống như những ống chai silicone, và mình có thể mua nguyên một cái chai như vậy để về và mình bơm vào giống như bán silicone của các loại cửa hàng gương kính đó các bạn. Thì mình đang xem xét, nếu mà ok thì mình sẽ nói hãng người ta làm cái theo từng chai giống như vậy luôn. Thì những cái chai đó thì vận chuyển nó cũng rất là dễ và cách sử dụng nó cũng dễ dàng hơn so với lại cái này. Và tại vì khi mà đóng chai thì tất cả những cái dạng chai á bơm ra nó rất là thuận tiện, nó có sẵn cái cây súng để bắn cái đó giống như súng silicone bình thường á, thì mình nghĩ là dễ sử dụng hơn. Đúng, đang kiểm tra lại những cái mà mình đã bắn ban đầu rồi. Ok, bây giờ đã hoàn tất xong rồi, đã thấy là keo được tra vào rất là đều đó, hầu như là đã gọn gàng nằm ở trong bàn phím. Thì bây giờ mình tiến hành lật bàn phím lên theo hướng này, mình lật bàn phím theo hướng này xong bạn dùng tay bằng vỗ nhẹ đập vô đây đó. Đó, đúng không đó, mình đập để cho bàn phím nó đó, mình đập nhẹ nhẹ thôi đó, mình vuốt theo hướng này nhớ các bạn. Nếu các bạn là hướng ngược lại là có thể là keo nó sẽ bị rớt ngược ra, nên mình làm theo hướng này thật là nhiều lần, mình làm liên tục tầm khoảng 5 đến 10 phút không sao hết. Nói chung là làm càng lâu càng tốt đó. Đập nhẹ nhẹ vào phím đàn để cho cái mỡ này nó được đi sâu vào bên trong đó. Mình cứ đập theo cái hướng đó, vuốt nhẹ liên tục. Em đập nhẹ vô đây cũng được, mình đập nhẹ vô này đó. Thì lúc đó cái đây các bạn có thể thấy này đó. Cái keo bây giờ nó sẽ rớt sâu vào trong luôn, thay vì nó nằm ở phía ngồi không đó. Mặc dù là mình bơm bằng máy nha, nhưng mà nó vẫn phải dính bên ngoài. Thì mình phải để cái hướng này mình đánh nhiều lần thì cái keo nó mới thấm rớt vô trong được đó. Các bạn thấy bây giờ nó lọt hết vào trong rồi, rất là ok này. Chứ đừng để nó rớt ra bên ngoài nó thấm sâu vào bên trong luôn đó. Đập nhiều lần, đập đều tay thì nó sẽ thấm sâu vào bên trong. Rồi bây giờ lật phím xuống rồi mình có thể test lại ngay được cái độ nảy của phím liền, khác hẳn lúc ban đầu. Bây giờ bạn vuốt cái tỷ lệ mà hai cái bàn phím va với nhau keo này nó đã giảm hẳn rồi, nhưng mà bạn có thể vuốt và thấy nó không còn keo rào như hồi xưa nữa, nhưng mà nó keo. Nhưng mà cái này là do bàn phím nó cũ chứ không phải là do bị thiếu mỡ thiếu mỡ nữa đó. Các bạn thấy này đó. Mình có vuốt nhanh thì cái tiếng đó là cái tiếng va giữa hai cái mặt phím với nhau này, tiếng va giữa hai cái này với nhau, chứ còn bên dưới là nó đã hết trơn rồi. Đây, những cái phím bây giờ nó rất là chắc chắn rồi này đó. Mặc dù là bàn phím này rất là cũ, người ta đánh móng tay đó, nó cóc tới đây luôn, nhưng mà cái bàn phím sau khi tra với cái loại keo đặc biệt, loại mỡ đặc biệt của bên Medume mình làm đó, thì rất là ok nha. Đặc biệt là bạn phải có, nếu mà bạn có được cái súng bắn như vậy thì càng tốt, còn nếu không thì bạn có thể tìm cách nào đó tra bằng tay rồi sau đó vệ sinh lại cho nó sạch đẹp đó, sạch gọn giống như vậy. Đó. Nó phải được gọn gàng giống như vậy thì mới ok nha các bạn. Đừng để bị dơ quá, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cả cái cao su này, rồi nó ảnh hưởng tới cả cái mặt phím của mình nữa, thì lúc đó là tiền mất tật mang. Cho nên mình không muốn mọi người làm sai thao tác, mình phải hướng dẫn kỹ cái vấn đề này. Thì sai thao tác một cái là sẽ làm cho việc sửa chữa bị hỏng, chứ không phải là làm tốt lên mà làm cho vấn đề hư hỏng nó còn nghiêm trọng hơn nữa. Rồi, xin chúc mọi người thành công. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gắn cái bàn phím đàn trở lại cây đàn. Đây là một bàn phím đã được Metumi thay cho khách và được dán tem bảo hành đầy đủ. Nếu các bạn có thắc mắc gì về bàn phím hoặc là mạch phím, cần mua mạch phím có thể xem clip hướng dẫn thay mạch phím và đặt mạch phím về để mình có thể tự sửa chữa phím ở nhà.
Thì nếu riêng cái dòng 21 này rất là nguy hiểm nha các bạn. Mình phải chú ý là cái dây nè, cái dây, cái đường màu xanh của dây này nó sẽ ứng với lại cái đường mũi tên. Có một cái mũi tên ngay cái vị trí này. Đó, em mở. Vẫn là chỉ đó. Đó. Nếu mà các bạn gắn ngược một cái là cái mạch IC phím này nó sẽ chết queo liền. Cho nên các bạn phải gắn đúng hướng. Đó. Bây giờ Tuấn đang kiểm tra lần cuối các dây. Dây nhựa của mình nó không có gọn gàng thì có thể nguy hiểm, nó bị đứt trong quá trình mình đóng nắp cái đàn lại và vặn ốc. Vặn ốc thì ốc có thể chèn lên dây và gây đứt dây. Thì nó phải kiểm tra rất là kỹ những cái đường dây này nó có ăn với ốc không. Đặc biệt như cây đàn 21 nó có cái dây ở đây đó, nó hay bị đè lên vậy. Mà các bạn đè lên vậy, các bạn gắn ốc xong là cái dây này sẽ bị đứt và cái ổ đĩa mềm này sẽ không còn hoạt động nữa. Đây là cây đàn 2000 chứ không phải 21 nữa bạn. 2000, 21 thì cũng như nhau thôi. Nó rất là êm. Mình có thể giật nhỏ volume xuống để test lại. Nó sẽ nghe tiếng bịch chứ không phải là nghe tiếng rào như hồi xưa nữa. Mình sẽ nghe tiếng vuốt đàn, là mình nghe tiếng bịch. Nó rất giống như những cái đàn vừa mới xuất xưởng nha các bạn. Đàn vừa mới xuất xưởng thì thường những cái kia nó còn rất là mới, cho nên mình có thể mình cảm nhận được là đánh vào cây đàn cảm giác như là cây đàn vừa mới mua luôn. Và hiện giờ cây đàn này cũng vậy, mặc dù xù xì cũ kỹ bên ngoài nhìn giống như vậy, nhưng mà khi đánh vào các bạn sẽ thấy là tiếng đàn rất là đã. Nó sẽ kêu bạch này, nó không có kêu rào giống như xưa nữa. Nó bạch này, tiếng bạch rất là rõ. Đó là tác dụng của cái việc ta kêu bàn phím cho cây đàn organ, đặc biệt là dòng Yamaha. Mitumi xin chúc các bạn thành công sau cái hướng dẫn này. Mọi người có thắc mắc gì có thể comment ở bên dưới, hoặc là có góp ý gì về công ty mình có thể liên hệ cho công ty, hoặc là đặt hàng mọi người có thể liên hệ theo fanpage của Mitumi trên Facebook, hoặc là comment ở bên dưới, công ty mình sẽ liên hệ lại để trao đổi với các bạn ngay. Xin cảm ơn mọi người. Hãy nhấn like nếu các bạn thấy video clip này có ý nghĩa, và đừng quên nhấn subscribe để biết thêm nhiều thông tin hữu ích về cách sử dụng các dòng đàn organ cùng những chia sẻ thú vị khác xoay quanh công nghệ đàn điện tử. Mitumi Media xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Goodbye.